Ok, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái dòng vô lăng mới, vô lăng để chơi game ha, của Thrustmaster. Nó có mã là T300. Ok, anh em vô đây đi, mình mở anh em coi luôn. Đây, mở hộp ra thì có xác nhận sử dụng cho qua bên luôn. Rồi đầu tiên đây thì là cái vô lăng. Đây. Con này thì nó đặc biệt hơn con Logitech G29 ở chỗ là cái phần vô lăng này nè, thì anh em có thể tháo rời ra. Đó, và nó kết nối bằng cái chân này thì mình cũng không nhớ rõ là cái tên là chân gì. Và hai cái phần này nè, để anh em lấy số nè. Đó, nếu mà anh em không mua thêm cần số ha. Rồi, ok, bỏ cái này qua một bên. Rồi, tiếp đến phụ kiện thì nó cho anh em là một cái dây nguồn. Đây, một cái đầu nguồn vào. Chân của nó thì là chân này. Đó. Và cái cây này thì để từ từ để mình mở nó phần dưới rồi mình nói cho anh em nghe luôn. Đây, về phần dưới đây á thì chúng ta sẽ có một cái đây, cái này thì mình không biết gọi là cái gì nhưng mà nó sẽ kết nối với cái vô lăng ở trên. Đây. Mở sơ sơ cho anh em coi. Đây, và cái đây nè, anh em nhìn nè. Đây, cái chân này nó sẽ tương ứng với cái chân này. Đó, và khi mà mang về á thì việc đẩy vô như vậy cái. Đó, và anh em đẩy cái này lên, đó, siết vô vậy là xong. Đó, siết vô và sau khi siết chặt rồi á thì anh em lấy một con vít này nè, đó, anh em xoáy chặt vô là xong rồi. Đó. Và đây, thì mình mở ra cho anh em coi luôn. Đó, về mấy cái nút này, ví dụ như là 3R3 này thì một số game có chơi được và một số game thì nó không hỗ trợ hai cái nút này. Và đây á, thì kết nối thì chúng ta có thể chơi được trên PS5, PS4 và cả trên PC luôn. Nếu mà chơi PC thì kẹt qua đây, chơi PlayStation thì kẹt qua đây. Đó là xong rồi. Đó. Và tiếp đến nó là cái đây cái này. Cái này là đây, cái này á thì để anh em bắt vô bàn. Đó, anh em sẽ để cái này vô đây nè. Đó, anh em thấy cái lỗ ốc không? Và đây cũng sẽ một cái lỗ tương ứng. Đó, anh em sẽ để như thế này. Đó, và cái con này nè, bây giờ nó có tác dụng nè. Đó, thì anh em sẽ siết vô. Đó, siết cho chặt là nó sẽ cứng vô bàn rồi. Đó, và cuối cùng thì như bao cái dòng vô lăng khác thì nó là cái bê đen thôi. Đây nè, bê đen thì chắc quay vô đây luôn đi, tại nó nặng quá mình lười rút ra quá. Đó, thì nó sẽ đây, cái này để cắm kết nối cái bê đen này, cái vô lăng thì đây nè. Đó, thì cắm vô đây là nó sẽ kết nối được bê đen với cái vô lăng. Và cái chân này làm gì? Chân này để anh em kết nối cái cần số. Cần số thì cái bản này nó sẽ không bán bao gồm ha. Nếu mà anh em một cần số riêng thì các bạn mình cần số của nó như mã là cái gì THE8 hay là gì đó, mình nhớ là vậy. Đó thì nó sẽ bán cần số rồi. Tổng một cái combo này thì đâu đó nó loanh quanh là tầm 15 triệu. Nếu mà cả cần số ha, còn không cần số thì nó loanh quanh tầm 10 triệu thôi. Đó, hàng thì đang sẵn tại AB Shop. Nếu mà anh em cần trải nghiệm á thì cứ ghé shop ha. Địa chỉ của mình là 141 Vinh Viện, phường 4, quận 10. Các bạn anh em.